từng sở hữu chiếc áo số 7 huyền thoại ở câu lạc bộ Manchester United, nhưng David Beckham tin rằng người kế thừa sau mình là Cristiano Ronaldo không thể sánh bằng siêu sao Lionel Messi của Barcelona. Anh nói, Messi là độc nhất trong lứa cầu thủ cùng thời với cậu ấy, gần như không ai có thể so sánh lại với Messi. Là cầu thủ, cũng không có ai được như cậu ấy cả. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình đứng kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất phần hộ cho channel của chúng mình nha. David Beckham và Cristiano Ronaldo, hai số 7 vĩ đại bậc nhất trong thế giới bóng đá nói chung và của Manchester United nói riêng, tuy vào vai của một tiền bối và người kế thừa khiến cho cả hai không thể một lần được khoác chung màu áo quỷ, nhưng họ đã có dịp được đối đầu nhau để phân tài cao thấp, đó là tại trận tứ kết World Cup 2006 giữa Bồ Đào Nha và Anh. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chứng kiến lại màn so tài này của Ronaldo và Beckham để xem liệu rằng sức trẻ của anh 7 có chiến thắng được kinh nghiệm của người đàn anh bên phía tam sư không nhé. They're going to have to support number 9, the lone striker Pauleta. Here in Germany, a loaded team. Một tình huống đá phạt đúng màu của David Beckham, cựu số 7 hệ Sobic của Manchester United đã có pha trêu bóng thẳng vào vòng cấm. Tuy lực bóng đi hơi sâu khiến không cầu thủ nào của đội tuyển Anh có thể đón được, nhưng vô hình nó lại tạo ra một pha uy hiếp khung thành rất nguy hiểm. Đến lượt Cristiano Ronaldo lên tiếng đáp trả, cũng từ một tình huống tấn công bên phía cánh trái, tiền vệ người Bồ Đào Nha có màn bắn tốc độ và cut inside từ cánh vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm. What a special player he is, both these guys. Look at that textbook. That's great stuff. But the fact that he ran 40 yards, caught Ronaldo, and then just slid and got it out, that's good. He's letting him be physical. He's being fair. And it's going to come down to the players. And that's a collision. John Terry will miss the next match because of accumulated yellow cards. Are you a little surprised by this? I'm very surprised. Here's Figo. Figo trying to get around Lampard. He does. Stop. Shoots. Wide of everything. First good chance in some time for Portugal, and wouldn't you know it would be Luis Figo. And they keep going down their left. Played short. Crossed in. Headed toward that far post. Knocked down by Rock. Big contact there. Collision. And a yellow card coming out. Petit involved in this fray. And this week I'm stopped by Ricardo. It's been that kind of a tournament for Frank Lampard. Hiệp 1 kết thúc với những pha vào bóng khá rác từ các cầu thủ của cả hai đội. Bước sang 45 phút tiếp theo, Ronaldo với phong cách của một tiền vệ chạy cánh hoa mỹ lúc bấy giờ đã có một màn đảo chân và quẩy kỹ thuật xương xương bên cánh trái trước hai cầu thủ theo kèm bên phía tam sư. Ngay lập tức đại diện cho xứ sở sương mù đã có màn đáp trả. Rooney đã có đường chuyền hiểm hóc giúp Beckham có pha chồng cánh thoát xuống lợi hại, đã khiến bóng chạm tay của Nuno Valente. Tuy nhiên trọng tài xác định số 14 bên phía Bồ Đào Nha không cố ý dùng tay cản phá. Tình huống đó cũng là dấu ấn cuối cùng của David Beckham trong trận đấu khi anh đã buộc phải rời sân để nhường chỗ cho tài năng trẻ Aaron Lennon sau pha chấn thương đầu gối và không thể tiếp tục thi đấu. This corner kick, the outswinger into that mixer, and that shot is going to be high and wide. Shot is going to be high. England had a golden opportunity. Cole came sliding in. I thought Rooney. Tuy video này nói về màn đối đầu giữa Cristiano Ronaldo và David Beckham, nhưng đây mới là tình huống đáng chú ý nhất trong trận đấu và thậm chí còn nổi tiếng kể cả cuộc đối đầu này kết thúc. Sau khi Best rời sân, ngay lập tức đã có một vụ va chạm trên sân khi Wayne Rooney đã có pha đạp thẳng vào thứ quý giá nhất của một gã đàn ông của Ricardo Cavani. Không chần chừ một phút giây nào, các đồng đội của trung vệ mang áo số 16 đã vây lại quanh trọng tài để đòi công bằng. Và trong số đó, Ronaldo khi đó còn đang là đồng đội thân thiết của Rooney tại Man United là người tích cực nhất trong khoảng mồm mép. Kết quả cuối cùng là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho tiền đạo trẻ người Anh. Cùng với đó là cái nháy mắt đầy ẩn ý của CR7 đã tạo ra một làn sóng phản ứng vô cùng dữ dội ngay cả khi giải đấu khép lại. So the long. Gotta get people in behind him. Neville with a long one. And aiming for Crouch up and over. Played short.
top of the box. That shot again deflected. And a second effort by Figo will go high and wide for Portugal. Hargreaves inside. Nice tricky move here. That shot is going to go way beyond everything. Có lợi thế hơn người, nhưng với một tuyển Anh vẫn toàn những nhân tài ở trên sân, Bồ Đào Nha chưa thể tận dụng được ưu thế về mặt quân số để lấn át. Tuy nhiên, trong đợt triển khai tấn công, hai số 7 vĩ đại bậc nhất của đất nước này là Luis Figo và Cristiano Ronaldo đã có màn phối hợp tạo ra tình huống khá nguy hiểm. Figo có pha đặt lòng nửa chuyền nửa sút từ ngoài vòng cấm. Ronaldo cố gắng nhảy lên đánh đầu, vô tình đã che tầm nhìn của Robinson. Và nếu không có phản xạ tuyệt vời của mình, chắc hẳn cựu thủ thành của Tottenham Hotspur đã không thể giúp Tam Sư bảo toàn mảnh lưới. Here's the shot going to be very wide. England nothing and Portugal nothing. Miguel approaching the box. This shot will be stopped by Robinson. Another low shot. That shot blocked by Ricardo. And it coming on, trying for the corner. Stopped again by the keeper Ricardo. And he said it. Look at this ball. He rips it. Don't sit too far back in the 18. Vinicius will blast away after the feed from Viana. So Figo will come off. Shot, not a lot behind it. It's on Hargreaves. Cutting back, still free. Inside. They can't stick it in. It's still alive, and this one's going to be high and wide. That was great job by Hargreaves. He gets it. Sit on this one. That's it. That's the end of regulation. This one is going to overtime between England and Portugal. It's been the history in our match and not the tennis. It is nothing nothing as we go to the first overtime. 90 phút thi đấu chính thức khép lại mà không bên nào ghi được bàn thắng, buộc trận đấu phải bước vào 30 phút hiệp phụ. Và lúc này sức trẻ của CR7 đã được thể hiện khi anh liên tục có những tình huống đe dọa khung thành của Paul Robinson. Một trong số đó đến từ pha đi bóng và dứt điểm vô cùng tự tin ngoài vòng cấm, khiến cho thủ thành số 1 tuyển Anh phải bay người hết cỡ mới với được tay vào quả bóng. 30 phút của hai hiệp phụ cũng đã trôi qua, 10 người của tuyển Anh vẫn đứng vững trước 11 cái tên đến từ bán đảo Iberia. Tuy nhiên, loạt sút luân lưu 11m chính là thứ mà người Anh ám ảnh và sợ hãi nhất. Chính họ cũng đã thất bại trước người Bồ tại Euro 2 năm trước trên màn đấu súng đầy cân não này. Và lần này, không những không thể trả được món nợ đã vay mà Tam Sư còn bị nhân nỗi đau lên làm đôi. Trong khi Bồ Đào Nha có hai cái tên không thực hiện thành công lượt sút của mình là Petit và Hugo Viana, thì những chú sư tử Anh có tới 3 người thất bại. Ngoài Jamie Carragher là trung vệ ra, thì hai nhân vật thất bại còn lại thật đáng buồn lại là những niềm hy vọng lớn nhất của đất nước Anh, đó là Frank Lampard và Steven Gerrard. Hargreaves off the hand and in. He missed it. Knocked right back by Ricardo. Another save. Right into the corner. Gerrard, both missed already. Carragher very quickly approaching. Gives it that second yellow card now. Carragher a little stutter step and a block. Kết thúc loạt luân lưu đầy cân não, Bồ Đào Nha của Ronaldo lại một lần nữa cất vang bài ca chiến thắng để giành tấm vé chơi trận bán kết World Cup 2006. Còn với tuyển Anh và cá nhân David Beckham, có lẽ điều đáng tiếc nhất là họ sẽ không thể chạm tới được đỉnh vinh quang với một thế hệ tưởng chừng như kiệt xuất và hiếm có khó tìm trong giai đoạn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like, subscribe cho kênh nhé. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.